Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu một cái dòng sản phẩm đó là hoa anh thảo. Hai hộp này đều là sản xuất tại Mỹ. Và cái hộp này là hàm lượng 1000mg, tương đương với là hoa anh thảo hiện đang bán ở bên Úc á. Nhưng mà được có cái là hai hãng khác nhau thôi. Thì là cái này á, là một hộp như thế này là có 200 viên. Và của Úc á, thì là 190 viên. Nhưng mà theo em tra cái giá ở trên mạng á, thì mọi người nên cẩn thận nhá. Bởi vì em thấy một hộp người ta bán là khoảng là 450-500. Nhưng thực tế giá gốc và chi phí vận chuyển hàng không về, nếu mọi người biết á, thì giá sẽ không dưới 700 ngàn. Cho nên là mọi người nên cẩn thận. Mua ở đâu cũng được hết, nhưng mà chủ yếu là hàng uy tín và chất lượng thì mình uống an toàn hơn. Thì hộp này là của em là 1000mg và 200 viên. Còn cái hộp này á, thì hàm lượng nó cao hơn, 1500mg. Em nói thêm là cái hộp này dành cho đối tượng là tuổi dậy thì mới lớn. Lần thi học môn và nội tiết tố nó bị thay đổi á, cho nên là da dẻ rất là khô khan, mụn lên rất là nhiều, cả nam và nữ đều có thể sử dụng được. Cho nên các mẹ nào đang có con cái bé gái mà bị nổi mụn nhiều quá, dâu tiết nhiều quá, gây lỗ chân lông rồi là mụn nhiều, thì mọi người nên cẩn thận là mua cái hũ này cho bé uống. Và những cái đối tượng phụ nữ chị em nào chuẩn bị sinh em bé này, hay là đang có em bé hoặc là sinh xong rồi á, muốn sử dụng cái hộp này á, để cân bằng cái nội tiết tố. Bởi vì thường á, trước khi sinh và sau khi sinh á, nội tiết tố nó cực kỳ thay đổi và làm cho tính tính mình thế nào mà đoán trước được. Khi thì dần hơn vũ vơ, rồi là nóng tính, cực kỳ nóng tính luôn. Cho nên là mọi người phải sử dụng cái hộp này. Ngoài cái hộp hoa anh thảo hàm lượng 1000mg này á, này là đã cao rồi nhá. Còn những cái đối tượng nào á mà muốn bổ sung cái hàm lượng nó cao hơn á, thì em có một loại này. Loại này là hàm lượng 1500mg và 240 viên. Thì cái này là ai đặt hàng thì em mới mua, chứ em không có lấy về nhiều được. Bởi vì là giá nó sẽ khác và thường nó không có chênh lệch bao nhiêu đâu. Nhưng mà nếu như ai cảm thấy mà ok, uống cái hoa anh thảo một thời gian nó hợp quá rồi, thì mọi người có thể đổi qua cái này. Hàm lượng cao thì một ngày mọi người có thể dùng 1 đến 2 viên là cùng thôi, không cần phải uống nhiều. Nên mọi người có thể cân nhắc được là 1000mg hay là 1500mg, là tùy vào cái từng cái đối tượng và mục đích sử dụng của mỗi người. Và em luôn cam kết là hàng của em là chuẩn